Bất động sản Phan Hảo, Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì hôm nay em có sản phẩm là một lô đất sào, mặt tiền đường nhựa thông luôn nha quý anh chị. Cách ngã sáu Đá Bạc đây khoảng tầm 1 km ha, và cách đường Bình Giã Đá Bạc ha. Cách cái con đường Bình Giã Đá Bạc này khoảng tầm 300-400 m thôi nha quý anh chị. Khá là gần ha. Thì tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem. Thì ở đây cũng có khu dân cư, điện nước đầy đủ nha quý anh chị. Nhưng mà nó hơi thưa ha. Thì lô đất của mình là tổng diện tích là 1.000 m², chủ đã bao quanh hết cái cọc hết rồi nè. Ngang bán mặt tiền đường nhựa mình là 20 m, sâu vào trong là 50 m ha. Tổng diện tích mình là 1.000 m², đất mình là đất càng năm khác nha quý anh chị. Giá chỉ có 1 tỷ 050 triệu, lô đất quá là rẻ luôn ha. Tọa lạc tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sát với là ngã sáu Đá Bạc luôn quý anh chị. Chợ, trường học, ủy ban, nhà thờ lợp ngay ngã sáu luôn. Ngay ngã sáu Đá Bạc luôn quý anh chị. Mình cách ngã sáu đó khoảng tầm 1 km thôi ha. Đây phía bên này là cũng có khu dân cư quý vị ha. Thì em tua nhanh để quý anh chị khỏi mất thời gian. Ra đây là đường đường nhựa chính rồi này. Rẽ phải là mình về Bình Giã ha. Rẽ trái đây là mình về ra ngay ngã sáu Đá Bạc luôn quý anh chị. Thì cái lô đất này lúc trước nó rơi vào tầm 1 tỷ 4, 1 tỷ rưỡi ha, nhưng mà hôm nay chủ bán lỗ rồi quý anh chị, lỗ nặng luôn, giá khá là mềm. Thì quý anh chị nào đang tìm cái lô đất sào mặt tiền đường nhựa thì bốc liền cho em cái lô này ha. Lô đất quá đẹp, điện nước đầy đủ nha quý anh chị. Vị trí của mình sát với ngã sáu Đá Bạc luôn, đứng đây là mình thấy nhà thờ luôn nè. Thì quý anh chị nào đang tìm vị trí lô đất sào mặt tiền đường nhựa giá mềm thì inbox cho em. Vị trí của mình cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 85 km quý chị. Đây. Hướng này là về Ngãi Giao này. Đi về Bình Giã, về Ngãi Giao ha. Mình cách Ngãi Giao khoảng tầm 5 km. Còn hướng này là ra ngã sáu Đá Bạc. Mình cách ngã sáu Đá Bạc khoảng tầm 800 m quý chị. Vài trăm mét thôi nha quý chị. Mình đi vào đây. Đất quá đẹp, mình đi vào đây ha. Rồi, để em quay cái sổ và soi quy hoạch quý chị xem luôn. Thuộc xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý chị. Chỉ có 1 tỷ 050 triệu thôi. Quá là rẻ ha. Đây là cái sổ của mình quý vị ha. Đây. Thửa đất số là 687 tờ bản đồ 16116, địa chỉ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 1.000 m² ha. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cây năm khác nha quý chị. Và đây là cái thửa của mình nè. Mặt tiền đường nhựa này. Ngang 20 sâu 50. Đất của mình là quay về hướng Tây ha. Quý anh chị nào hợp hướng Tây thì inbox cho em để em soi quy hoạch chúng gì xem. Đây, lô đất của mình khá là vuông vức luôn quý anh chị ha. Đây, ngang 20 nè, sâu 50 ha. Phía sau cũng 20 luôn, 20,8 nha quý anh chị. Rất là vuông vức luôn. Quý anh chị đầu quan tâm lô đất này thì inbox cho em. Lô này chủ đang ngộp ha, chủ đang hạ kịch sàn luôn. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, đăng ký kênh cho quý anh chị.